Như Infonet đã đưa tin, Lê Vĩnh Thạnh 1980, xóm Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trước đây có yêu một người thiếu nữ trú cùng địa phương. Do không hợp nhau nên đầu năm 2019 hai người chia tay. Trong khi đó, 5 tháng trước, hôn nhân của Võ Văn Đi 1988, xóm Đại Hưng, đổ vỡ. Thời gian sau, Đi quen và có tình cảm với bạn gái cũ của Thạnh. Dù đã chia tay nhưng khi nghe tin bạn gái cũ có bạn trai mới, Thạnh tỏ vẻ khó chịu. Tối 28 tháng 10, Thạnh tóm khẩu pháo giống súng rulo, đến nhà Đi nói chuyện nhưng nam thanh niên bỏ lên gác tránh mặt. Lúc này, người thân của Đi ra căn ngăn, giằng co nhằm tước khẩu pháo trên tay Thạnh. Nghe tiếng ẩu đả, Đi xuống gác, tóm cây kiếm dài 40cm đâm Thạnh chết tại chỗ. Hiện trường vụ án mạng. Tại cơ quan điều tra, Đi khai nhận, Thạnh nhiều lần lát tốt đòi hỏi bắt gặp mặt nhưng Đi đều từ chối. Đêm 26 tháng 10, khi uống cà phê tại xóm Hà Tân, xóm Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Đi vô tình bắt gặp Thạnh. Tại đây, hai người lời qua tiếng lại, Thạnh dùng tay tấn công vào vùng mặt của Đi gây chảy máu vùng miệng, mũi. Sự việc này được trình báo công an xóm. Trong quá trình đang chờ cơ quan tác dụng xử lý thì đêm 28 tháng 10 xảy ra vụ án mạng đau lòng nói trên. Về ác nghiệp khí gây án, Đi cho biết, do thấy kiếm có hình dáng thon, gọn, đẹp nên đã đặt mua qua mạng với giá 400.000 đồng. Mỗi khi đi làm ban đêm, Đi thường mang theo để phòng thân.